Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Như lần trước đây, mình đăng một cái video về cái xe tăng được lắp ghép từ vỏ đạn. Thì đã có rất nhiều bạn hỏi mình về thứ nhất là cái nguồn kiếm vỏ đạn ở đâu ra, thứ hai là cái cách thức ghép như thế nào và có bán hay không. Thì nói thật các bạn, thì mình cái nguồn vỏ đạn thì cũng có mấy người bạn là các anh bạn ấy nhặt cho. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách lắp ghép một chiếc xe tăng kỷ niệm làm hoàn thiện từ những vỏ chiếc vỏ đạn đã bán rồi. Giới thiệu các bạn, đây là vỏ đạn của súng K59 sau khi đã bán. Đấy, thì trong cấu hình xe thì ta cái bộ phận này ta sẽ làm cái bệ của tháp pháo ở trên nắp xe tăng. Còn đây, giới thiệu các bạn, đây là vỏ đạn của súng AK-47 đã bán rồi. Đấy, thì cái bộ phận này sẽ là được lắp ghép thành các cái vòng ngoài của bánh xích, và cái phần thân xe cũng được lắp ghép từ những cái chiếc vỏ đạn AK-47 này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu tuần tự đi vào chi tiết từng cái bộ phận một. Mời các bạn theo dõi. Và cái vật liệu và phụ kiện để chúng ta lắp ghép thành một chiếc xe tăng gồm bao gồm những gì? Trước hết, cái khâu quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta cần những chiếc vỏ đạn như thế này. Trước hết là vỏ đạn AK-47, thứ hai là vỏ đạn của súng K54 hoặc K59. Cái bộ phận này là để vừa lắp ghép bánh xe và làm tháp pháo, cái trụ của tháp pháo. Và bên cạnh đó thì không thể thiếu một lọ keo gắn 502 và một súng bắn keo silicone. Và một khâu để mà cho một chiếc xe tăng của chúng ta đẹp đẽ hơn, hoàn mỹ hơn, thì là chúng ta cần một cái lọ sơn phủn loại A400 Rigol, để sau khi chúng ta lắp ghép hoàn chỉnh một chiếc xe tăng, chúng ta sẽ phun cho đẹp hơn. Còn nếu như một trường hợp mà bạn nào muốn để sử dụng nguyên bản của một màu đồng của chiếc vỏ đạn này cũng được, nó sẽ do một cái màu nguyên bản, màu này màu mạ đồng của những cái viên vỏ đạn. Và cũng có những viên đây là họ không mạ đồng nữa mà là họ mạ một sơn. Đấy, thì tùy theo các bạn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào lắp ghép. Khâu đầu tiên để chúng ta bắt đầu chúng ta làm lắp ghép là chúng ta đi từ tiến hành lắp ghép cái làm cái bánh xe trước, bánh xích trước. Và như cái một trong những bộ phận quan trọng của bánh xích xe tăng đó là thứ nhất là cái trục trong, trục tải của bánh xe tăng, thì đây được lắp ghép bằng 7 cái cát tốt, 7 cái vỏ đạn K59. Đấy, mình một cái ở giữa và 6 cái ở xung quanh. Cái này thì mình đã làm ví dụ trước và mình đã gắn keo rồi. Chúng ta gắn keo vào. Và để làm cái phần bánh xích thì chúng ta cần làm hai bên bánh xích của hai bên thành xe. Và chúng ta lắp ghép xếp thẳng hàng những cắt tút cái vỏ đạn của súng AK-47 như thế này. Thẳng hàng với nhau. Thì cái hàng bánh xích ở trên thì bao giờ nó cũng dài hơn so với cái hàng của bánh xích chạy trực tiếp dưới mặt đường. Mục đích là để tạo cho cái mũi xe tăng nó có phần hướng lên trên, để có cũng là một cái hướng để mà vượt lên mọi chướng ngại vật, bất cứ chướng ngại vật nào, leo qua bất cứ chướng ngại vật nào nó một cách thuận tiện dễ dàng. Đấy. Thế sau khi chúng ta xếp nó thẳng hàng như thế này rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại nhỏ keo vào tuần tự từng cái khe của
của cái những cái viên đạn này, này vỏ đạn này. Sau khi đã xếp thẳng hàng hai hàng à bốn hàng vỏ đạn thẳng hàng nhau rồi, thứ nhất cái hàng trên là mình cho 15 viên, đấy là hàng bánh trên, hàng xích thì trên và hàng xích dưới chạy dưới là cho 13 viên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nhỏ keo vào từng khe của từng viên đạn một. Cái keo 502 này thì nó sẽ cho sự gắn kết nhanh nhưng mà nó lại có cái độ giòn, nên là trong quá trình chúng ta thao tác, chúng ta lắp ghép ấy, thì chúng ta nhẹ nhàng thôi. Còn khi mà chúng ta đã gắn kết nó 502, keo 502 này rồi, nó vào có độ dính rồi, thì chúng ta có thể gia cố thêm bằng cái keo dán silicon kia. Đấy, cứ thế tuần tự. Chúng ta nhỏ tuần tự lần lượt từng cái khe từng viên đạn một. Bởi vì cái viên đạn nó hình chóp, hình nón, dưới đáy nó là to, xong trên nó thon nhỏ dần, nên là về cái tiết diện dính của nó thì rất là ít. Đấy, chủ yếu là nó chỉ dính được tí keo ở cái phần phần dưới đáy của viên đạn thôi. Đấy, chúng ta nhỏ cũng nhẹ nhàng, nó có một cái lượng keo nhất định bám kết dính giữa hai viên đạn với nhau, hai vỏ viên đạn. Đấy, thì sau khi đã nhỏ keo được một thời gian thì viên đạn nó sẽ gắn kết dính nhau như thế này. Bởi vì cái tiết diện của các cái viên đạn này nó là hình búp măng, nó thon dần lên trên ngọn, thì thành ra là nó cái tiết diện nó dính rất ít, nên là chúng ta có thể nghiêng nó ra như thế này, người ta nhỏ keo thêm vào cái các cái kẽ này cho nó cái độ keo nó dính dàn đều lên cái phía ngọn như này, thì nó sẽ đỡ bị giòn và bong chóc hơn. Như vừa nãy mình đã mới gắn được tí là mình nhấc lên thì nó giòn nó gãy luôn. Đấy, thì cho keo nó vào cái khoảng giữa của hai cái viên đạn như này. Chúng cũng không đơn giản tí nào, cho nó đứng liền nhau quá thì nó cũng lại cứ thích hút nhau. Đấy, cái cần dính với nhau thì nó không dính, nó lại cứ dính cái thằng bên cạnh, thế mới tài. Cho nó ngả ra này, chúng ta gắn nó dễ hơn. Ngoài ra thì chúng ta cần bổ sung thêm, bởi vì cái phần bánh xích này là nó cái phần nó chịu trọng tải của cả cái phần thân xe và tháp pháo nó đè lên, thành ra là nó cái lực nó cũng tương đối là nặng. Do vậy chúng ta cần gia cố chắc hơn tí bằng cái cách là chúng ta nung cái keo này, ta chít vào cái khoảng cách giữa của các cái vỏ viên đạn như này.
Bởi vì cái vỏ đạn nó là cái phần kim loại được mạ đồng nên là cái độ gắn kết rất là kém, nên là chúng ta thứ nhất chúng ta vừa dùng keo 52 để ta gắn kết bước đầu, sau đó là chúng ta lại cần phải gia cố thêm bằng cái keo silicone nóng như này. Chúng ta cần gia cố vào cái khoảng giữa của các cái bánh xích cho nó chắc, bởi vì cái phần bánh này là nó chịu cái lực của cả cái phần thân xe và tháp pháo nó đè lên rất là nặng, chưa tính là chúng ta khi chúng ta cầm chúng ta di chuyển nó có thể nó dễ bị rơi. Đấy, chúng ta cho keo cái phần này thì sau này chúng ta sẽ ghép vào cho nó ở phần trong thì nó sẽ không lộ diện ra ngoài, thì là nó có cái sự kết dính thì sẽ tốt hơn. Sau khi gắn vừa keo 502 và keo silicone thì nó sẽ được cái thanh như này. Đấy, chúng ta sẽ ghép hai thanh này với nhau, một thanh dài và thanh ngắn với nhau. Và bây giờ chúng ta bắt đầu gắn cái trục của bánh vào cái phần bánh xích. Đấy, chúng ta phết một lượt keo gắn vào cái khoảng giữa này, căn chỉnh làm sao cho nó tương đối ở chính giữa của bánh. Cho hai cái này nó tương đối nhau, nó đứng vững. Rồi là chúng ta chít keo với cái khoảng giữa này.
Thì sơ bộ quan thì nó đã được hình thành một cái phần ngoài của bánh xe tăng rồi. Giờ chúng ta sẽ đấu tiếp mấy viên đạn nữa, 3 viên mỗi một đầu, 3 viên nữa để thành cho thành vòng cung của cái bánh xe tăng. Trước tiên là chúng ta cho ít keo 502. Đó. Sau đó chúng ta sẽ gia cố tiếp bằng keo 502 keo silicone này để cho nó tăng thêm cái độ gắn kết. Để cho chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ gia cố thêm cho nó một chút keo 502 từ mé ngoài này. Như vậy thì cái bánh xe của chúng ta nó sẽ bánh xích nó sẽ chắc chắn hơn. Tương tự với bên còn lại cũng vậy, chúng ta cũng lắp ghép như thế. Gắn tuần tự từng cái trục của bánh xích vào phần xích và gia cố bằng keo silicone và 502. Ta phết keo ở mé trong thì nhìn cái mé ngoài họ sẽ không nhìn thấy cái phần keo này nhiều. Đó. Sau khi gắn kết hai cái bánh xe, hai cái phần bánh xích thành công rồi. Đấy. Hiện tại thì mình đã hoàn thành hai phần bánh xích. Đấy, chúng ta sẽ cho cái phần bánh xích này nhau để chuẩn bị làm cái phần tháp pháo. Phần thân xe và tháp pháo ở trên. Thì trước hết để gắn kết hai cái phần bánh xích này lại với nhau thì chúng ta đòi hỏi gắn kết bằng tạm thời gắn kết của hai cái phần này nó bằng một cái
cái thanh gỗ như thế này. Cái đầu này nó hơi hơi nhỏ thì thành ra là chúng ta độn thêm một chút giấy. Riêng keo 502 mà được độn thêm giấy như này thì là nó rất là chắc, cho vào tra vào cái gì rất là chắc chắn. Đó. Đấy, sau khi chúng ta cho cái thanh ngang ở giữa vào rồi, chúng ta bắt đầu gắn keo. Gắn keo vào giữa các cái miếng tre, miếng gỗ để cho nó gắn kết hai cái phần bánh nhau, tạo thành một cái thành máy ở dưới cho nó chắc chắn. Sau khi gắn keo vào rồi thì chúng ta cầm đã có hình thành một cái đại hình của một cái khung gầm bánh xe tăng rồi. Đấy, thì cần gia cố thêm tí keo cho nó chắc chắn. Còn để chắc ăn hơn nữa thì chúng ta sẽ gia cố cho thêm một ít keo silicon ở ngoài, tăng thêm phần chắc chắn. Không thì nhỡ khi chúng ta cầm lên cầm xuống nó nặng, nó sẽ rời ra. Bởi vì cái phần keo 502 này nó chắc thì chắc thật nhưng mà nó lại rất giòn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào ghép cái phần thân. Và sau khi cái phần bánh xích đã hoàn thành, chúng ta cần làm cái phần yếm hay cái phần ngực xe của cái phần thân xe dưới. Đây, chúng ta cái khoảng cách này thì có khoảng 1/5 viên đạn. Chúng ta sẽ gắn cho gắn kết 5 vỏ lại nhau.
ta gắn vào cái phần sau này. Đó. Sau đấy thì gắn được nó hai cái đầu lại nhau này, thì chúng ta sẽ có cái phần sườn xe nhìn nó có cái mức độ phần lườn nó bảo vệ như thế này. Tiếp đó thì chúng ta che cái phần thân xe này lại một chút bằng một miếng bìa các tông, sau đó để giải phần thân thân xe lên thì nó sẽ gọn gàng hơn một chút. Giờ đến lượt chúng ta bắt đầu giải phần vỏ đạn lên để làm phần thân xe. Đó, thì chúng ta cứ tần tự ghép từng viên đạn này vào để tạo thành cái phần thân trên của xe tăng.
sơ sẩy tí cái là lệch ngay. Tiếp tục hết cái phần thân xe tầng 1, ta gắn tiếp tầng 2. Để cái thước này không thì suốt ngày chỉnh. Cứ vẻ hơi thụt.
Đó. Như vậy là chúng ta đã cơ bản là hoàn thành cái phần thân xe, bánh xích xe rồi. Giờ chúng ta chỉ còn thiết kế phần tháp pháo nữa thôi. Theo như tính toán thì vẫn cần phải thêm một tầng nữa để cho cái phần thân xe nó cao vượt trội lên.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm cái phần tháp pháo. Để lấy cái đường tròn thì chúng ta tận dụng tạm lấy một cái ống nào đó. Và như mình đây thì mình lấy cái phần thân lọ của keo 52 làm cái chuẩn đường tròn cho nó, để sau đó là bắt đầu gắn những cái viên đạn K59 vào. Ta gắn vòng quanh, sau đó là tạo thành một hình tròn rồi thì sẽ lật ngược lên. Keo nó thừa ra nó lại hơi dính vào. Cho nó bổ sung thêm tí keo 502 cho nó cứng. Silicon không thì nó chỉ gọi là dính kết dính, nhưng mà nó cũng có độ liên kết là không cao. Sau khi làm một cái hình vòng cung như thế này
có để hở đằng trước này để làm cái mặt cái pháo thì chúng ta gắn tạm thời vào thân xe. Tiếp đó thì ta gắn một viên đạn to vào đấy để làm thân tháp pháo. Giờ cố ít keo vào cho nó chắc cái chân đế, và đồng thời chúng ta gắn thêm cho ít cái các cái viên đạn vòng quanh để trang trí cho cái mâm tháp pháo nó thêm sinh động và nó đầy đạn hơn, cho nó một vòng trong.
sau khi gắn cái tháp pháo này vào và cái nòng pháo thì cơ bản một chiếc xe tăng đã hình thành. Đấy, nếu như mà các bạn tính đơn giản thì để như thế này cũng được, hoặc nếu muốn đẹp đẽ hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái sơn lọ sơn phụt này, sơn phun này màu vàng để vàng đồng để phun để phủ lên một lớp cho nó bền màu và nó đẹp hơn. Đấy, bây giờ thì cũng tối rồi thì mình hẹn. Bây giờ thì mình bắt đầu phun sơn cho cái sản phẩm sẽ tăng lên. Thì phun thì mình không phun gần quá mà phun được đi xa đâu. Thì cái sơn nó sẽ bám phần đẹp. Như năm bông hoa nở cùng một tôi, như năm ngón tay trên một bàn tay đã xuống trần, cả năm người như một. Hồi linh sẽ tăng anh trước anh sau, ngày Tết ở ăn mỗi người một tình, nhưng khi hát ta cùng một nhịp, một người đâu